Minh Trân mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Trân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ ở một cây cột mà trong nhà này nhóc 4 nha, sửa lại nha cô chú anh chị. Thì cây cột này nó có một cái bề là nó đủ nè, nó một cái bề là đủ cái viên gạch của mình là 25, chiều dài nó là 40, chiều ngang là 25. Thì một cái chiều này là nó đủ để mình dán, còn cái chiều này mà nó bị cột bị thiếu nè đó. Thì cái cột này nó bị thiếu mà mình muốn dán một nguyên một tấm như vậy thì mình cũng mời của chú anh chị và các bạn xem mình làm như thế nào để dán được cái cột như này nha. Đây. Thì ở đây mình dán cái cột này thì mình không có dùng keo nha, mình chỉ dùng xi măng với cát thôi chứ không dùng keo, tại vì do cái cột này nó thiếu nhiều quá nên mình không có dán bằng keo được. Thì gạch này trước khi cô chú anh chị và các bạn có dán thì mình phải ngâm nước, ngâm độ khoảng chừng nửa tiếng, 20 phút đến nửa tiếng thì mình sẽ vớt ra. Thì gạch này nó có đủ độ ẩm rồi chứ mình đừng nên ngâm nhiều.
chân đúng không?